chương trình Giờ Kinh Tối Gia Đình. Hôm nay thứ ba, cùng với giáo xứ, chúng ta cầu xin ơn thánh hóa các gia đình. Xin mời đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thắm thiết một con, ban xuống cho con lòng ơn chan chứa, trao dồi cho xin mời quỳ. Lạy Chúa, con tin thần có một Đức Chúa Trời là đấng thức và vô cùng. Con lại tin thần Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chúng tôi cho thiên hạ. Bởi như điều ấy cùng các điều hồi thánh dạy thì con tin vững vàng. Vì Chúa là đấng thông minh và chân thật vô cùng đã ban truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là đấng phép tâm và lòng giờ đây chúng ta cùng thân lặng xét mình và thống hối tội lỗi. Lạy Chúa, Chúa là đấng cho tôi trong lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con. Chúa ra đời chịu nan chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phải kinh lối nghĩa cùng Chúa. Vì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội, con chê nén mọi sự. Con nhóc lòng chừa cài và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lăn xa dìm tôi, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng để lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu đến địa hạt thành Caesarea Philippe và hỏi các môn đệ rằng: người ta bảo con người là ai? Các ông thưa: người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremia hay một tiên tri nào đó. Chúa Giêsu nói với các ông: phần các con bảo thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu trả lời rằng: hỡi Simon con ông Giô-na, con thật có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con, nhưng là Cha thầy đấng ngự trên trời. Vậy thầy bảo cho con biết, con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc. Sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Suy niệm:
trong ngày lễ kính thánh Phêrô và thánh Phaolô, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm hai khuôn mặt rất khác nhau mà cũng rất giống nhau. Phêrô, một con người đánh cá ít học, đã lập gia đình. Ông theo thầy Giêsu ngay từ buổi đầu sứ vụ. Còn Phaolô là người có nhiều điều để tự hào về gia thế, về học thức, về đời sống đặc hạnh. Ông chưa hề gặp mặt Đức Giêsu khi Ngài còn sống, nhưng hai ông đều có nhiều nét tương đồng. Cả hai đều được Chúa Giêsu gọi. Phêrô được gọi khi ông đang thả lưới bắt cá nuôi sống vợ con. Phaolô được gọi khi ông hung hăng tiến vào Đa Mát. Cả hai từ bỏ tất cả để theo Ngài. Tất cả của Phêrô là gia đình và nghề nghiệp. Tất cả của Phaolô là những gì ông cày dựa vênh vang. Bỏ tất cả là chấp nhận bấp bênh tay trắng. Cả hai đều đã từng có lần vấp ngã. Vấp ngã bất ngờ sau khi theo thầy như Phêrô, trong một giây phút quá tự tin vào sức mình. Ngã ngựa bất ngờ và trở nên mù lòa như Phaolô, trong lúc tưởng mình sáng mắt và đi đúng hướng. Vấp ngã nào cũng đau và in một dấu không vai. Vấp ngã bẻ lái đưa con người vào hướng mới. Phêrô và Phaolô đều yêu Đức Giêsu một cách nồng nhiệt, vì họ cảm nhận sâu xa mình được Chúa yêu. Này anh Phêrô, anh có mến thầy không? Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy. Cả Phaolô cũng yêu đấng mà ông chưa hề chung sống, vì Ngài là con Thiên Chúa, đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. Phaolô đã không ngần ngại khẳng định, không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô. Tình yêu Đức Kitô là linh hồn và là đời truyền giáo. Vì nói cho cùng, truyền giáo chính là giúp người khác nhận ra và yêu mến đấng đã yêu tôi và yêu cả nhân loại. Cả hai vị tông đồ đều hăng say rao giảng, bất chấp muôn vàn nguy hiểm khổ đau. Phêrô đã từng chịu đòn vọt ngục tù, còn nỗi đau của Phaolô thì không sao kể xiết. Tôi mang trong mình tôi những thương tích của Đức Giêsu. Cả hai vị đã chết như thầy. Phêrô bị giận đến nơi ông chẳng muốn. Phaolô đã chiến đấu anh dũng cho đến cùng và đã đổ máu làm lễ tế. Hội thánh hôm nay vẫn cần những Phêrô và Phaolô mới, dám bỏ, dám yêu và dám theo, dám sống, dám chết cho Đức Kitô và tin mừng. Lạy Chúa, chúng con không hiểu tại sao Chúa chọn Simon, một người đánh cá ít học và đã lập gia đình, để làm vị giáo hoàng đầu tiên của giáo hội. Chúa xây dựng giáo hội trên một tảng đá mong manh, để ai nấy ngất ngây trước quyền năng của Chúa. Hôm nay Chúa cũng gọi chúng con theo Chúa, sống cho Chúa, đặt Chúa lên trên mọi sự, gia đình, sự nghiệp, người yêu. Chúng con chẳng thể nào từ chối, viện cớ mình kém đức kém tài. Chúa đưa chúng con đi xa hơn, đến những nơi bất ngờ, vì Chúa cần chúng con ở đó. Xin cho chúng con một chút liều lĩnh của Simon, bỏ mái nhà êm đềm để lên đường, hạnh phúc vì biết mình đang đi sau Chúa. Amen. Ngắm mầu nhiệm năm sử thương. Thứ năm thì ngắm Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá. Ta hãy xin nắm lên tính xác thịt vào thánh giá Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện như đâu cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người.
Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Danh lành Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhân lại những linh hồn cần nhờ Chúa thương xót hơn. Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Vâng lạy Mẹ, chúng con, con cháu em và ở chốn khắp đời đều đến cùng bà. Chúng con ở nơi công long thành có kêu cấm bà thương. Ơi ôi, bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Bên sau cõi đời, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ôi hoan thay, nhân thay, diệu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Mẹ ơi, chứng nhân mẹ con dâng về mẹ. Mùa trần hoa mắn côi và ngàn lời ca chân.
Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiền vinh sáng lên. Lạy Chúa chúng con cho khỏi sự dữ, amen. Lạy đất tan trái tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thân cực tình đất thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bạn thân sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Lạy các thánh từ đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần.